cho em cho cửa nhà này chứ vô đi chặt không? Chặt luôn. Chặt ghế kho cái chua á. Còn 2 tấn ba nè, có 2 bánh bao không? Anh Mai ủng hộ chị Tâm bịch bánh bao đi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ở hiện tại mình đang địa chỉ là 189 Phạm Hữu Tiến, phường 4, quận 6 nha các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh mì heo quay dây giòn của chị Mai các bạn. Tại sạp heo quay mở cửa từ lúc 6 giờ 45 sáng bán tới 6 giờ chiều nha các bạn, bán mỗi ngày luôn. Một năm chỉ nghỉ có một ngày mùng 1 Tết thôi các bạn. Đây, bánh mì tới rồi. À, ba gọi nạc, ba gọi gúp xương, giá là 320 nha các bạn. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ, các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Đây, một ổ có luôn. Dạ, dạ. Một bánh mì phải không? Chút thiếu nữa thất lạc rồi. À, mới chụp được tấm hình khoảnh khắc đẹp lắm nè. Ồ, ghê chưa. Mua không bán cho. Nhìn anh chị Tâm. Thấy con ú ú nha. Tại ú mà. Trời ơi. Có lấy dừa không? Lấy dừa không nè. Hey, chị Tâm tiếp tục lên heo quay tiếp tục các bạn. Anh Ba ở lại phụ tới chiều phải về nha. Có gì hả? Tưởng chị Mai nhờ anh Ba ra hỗ trợ. Cho em nói ở tới chiều anh Ba không vui vậy. Dạ cô. Đừng quay cô nha. Dạ dạ dạ. Thôi mà quay cô đi cô. Dạ trời cô dễ thương quá trời luôn. Thương hả? Dạ. Cho cô ăn ổ 20 mà con có riêng cho cô nha. Một ổ không chan mà con cho nước đi lại 12 giờ 12 giờ 14 giờ. Ờ. Và con đòi 3 ổ thì đăng nha. 3 ổ thì đăng thì chung nha. Sao mình không ăn liền mà chưa, mình mới ăn hả cô? Ăn liền 4 người. À dạ. 4 người. Mình đẹp mà, mình đẹp mình có quyền, mình lên TV. Ok. Này khách bên này nữa các bạn. Nghe hai ổ đây nữa. 100 của năm ổ của ta. 100.000 ba loại nè. Rồi, với lại 50.000. Rồi, bỏ ngoài đi, đi rồi, đi rồi. Đi đi. Cô biết tên Lily luôn. Không, cô ăn cái hàng này từ năm 99. À. À dạ. Trời ơi, mối quen thuộc rồi. Dạ. Bây giờ trở lại là 23 năm. À là cô ở nước ngoài về hả cô? Không có, nhìn giống hoài không? Giống, giống. Mỹ Tho hả cô? Tiền Giang hả cô? Nhìn cô tay tay giống nước ngoài. Giống hả? Dạ thiệt mà. Trời, của cô 5 ổ. Bên kia, hai ổ bên kia đi. Này gái tiếp chia cho. Lấy ổ thôi, nghe đồ anh, chờ em cái anh. Của cô hả con? Dạ, 100 cho con. Cô xíu với lại ba đội cô để cho đi chung đi con. Dạ, cái đó không có riêng, cái này 50 xíu nữa. 50 xíu. Bây giờ con lấy 60 đi nha. Rồi con lấy.
Tiền kia anh ba ơi. Chị nói nghe nè, mình có cái gấp á. Rồi, rồi, để đi. Cái này là 5 lần rưỡi chứ. Cho hết vô hả? À, cho vô ổ, thì không sao, chặt cho ngoài đi, mà nó bỏ vô cũng được. Mắt công con lại cô quên. Xin lỗi nha. Con dễ thương quá. Rồi, cái này là 170.000 nè. Bởi vì nghe. Đấy, khách tới luôn các bạn. Đây, bên này luôn. Quay xe màu hổ. Cá xíu với bà đậu. Rồi, cảm ơn cô luôn nha cô. Cải chua, rồi kho nước dừa, kho hộp dịch các bạn. Hai, bốn, sáu cái nữa. Ờ, tưởng yên tâm léo mua cho phở. Còn hai, bốn, sáu cái nữa. Cô này còn gì vậy? Ba ổn mì luôn. Ba ổn mì luôn. 385 ngàn. Mới là 35 ngàn. Con thói tiền hả cô ơi? Không dơ, vẫn lấy nhỏ. Không lấy ớt luôn. Này là rồi, khách đến mua heo quay luôn. Rồi. Cho cô 100 ngàn hay quay nữa đi con. Chặt luôn.
Đây, khách tới luôn. Dạ, rất là giòn các bạn. 2 kg để nguyên đúng không chị gái? Lấy cái ngon ngon. Dạ, lấy mấy cái ngon ngon các bạn. Mình nói là có mỡ mỡ. Dạ, 1 miếng 1 kg là sao chị? Lấy hơi có mỡ hay là sao? Có mỡ. Rồi, dưới đó là dạ, chắc 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 chắc. Lấy gì anh Trang? Bốn mì. Bốn mì 15 ngàn có 185 tấm. Trời ơi miếng này. Ủa cái này 2 kg 3 cô lấy hết không? Chỉ cái dây thôi đúng không? Còn 5 cái giò bà con ơi, tới mua luôn đi bà con ơi. Trời. Sáng giờ chừng mười mấy cái giò bắt đầu còn 5 cái rồi các bạn. Lily bữa nay khỏi đi tập tạ luôn, tập gym luôn. Bánh mì hả anh trai? Dạ. 15 ngàn. Có cái anh ngồi nước ngoài á, anh khen Lily đẹp quá mà anh không biết viết tiếng Việt, anh ghi Lily đập quá. Cái viết sai á, anh là người nước ngoài nè. Lily đập quá. Đáng lẽ là sẽ là đẹp quá bao nhiêu mà anh viết không được. Video nào anh cũng lên comment là Lily đập quá. Lily đẹp rồi, Lily đẹp quá đúng không? Nhưng mà khen sao ra Lily đập quá. Nghĩa là đập phá. À, đập phá à. Chắc vậy quá. Mười lăm ngàn có thối không cô? Rồi thối 85 luôn anh ba ơi, một ổ bánh mì. Làm ngoạn ổ. Làm ổ. Có tiền anh ơi. Một ổ 20 đầy đủ luôn hả cô? Đầy đủ một ổ 20 chị Tâm ơi. Trời ơi.
Rồi khách luôn, 5 cái giò heo chặt luôn. Thì trước sau mình cũng chặt, mình chặt luôn á, hết sớm, mình nghỉ sớm, mình khỏe sớm. Đúng không chị Tâm? Đúng rồi, lỡ mình đang tập trung mình làm luôn 5 cái liên tiếp khách mà mua mình chặt luôn. Rồi khách tới luôn. Bốn mẫu và một mẫu. Hello chị Tâm. Hello. À gì? Hello. Chị Tâm vui lắm các bạn. Mai mốt Tết là Happy New Year rồi ha. À, chúc mừng năm mới à. À. Chị Tâm biết mà, cái đó biết mà đúng không? Anh nghe được chữ cuối. Quá lợi hại luôn. Tân tiếng tiên tiếng. À, bán bánh mì heo quay là phải biết bốn thứ tiếng. Bốn thứ tiếng. À, dữ thiệt. Tiếng Campuchia nói sao? Hả? Campuchia. Campuchia nói sao? Xin chào Campuchia là sao? Không biết luôn. Đó đây. On Salai Bonte gì đó. On Salai Bonte. À. Dữ thiệt. Ba hai chập. Là gì? Cũng lý này á. Là ba hai trăm là kêu công an bắt á. Ôi gì kỳ vậy, trời trời. Ủa bắt chưa? Người ta nói anh cà lê bên xe là đúng rồi. Ổ 20. Trời ơi trời. Ổ 20, tội chị 15 không dưa. Đúng không? Ổ 20 bình thường đúng không? Trời, nay 15 không dưa. Bạch dưa đó. 15 không dưa chị đi vào em bé hết hồn luôn. Ổ 30, ê thôi. Tự nhiên đang kêu chị Tâm nói bốn thứ tiếng, cái tự nhiên kêu công an bắt à. Trời ơi. Ủa mà cái từ kêu công an bắt đó là của tiếng gì vậy? Tiếng miền á. À vậy hả? Trời ơi. 200 đó là công an bắt mày. Cái tờ người em học của nhỏ thấy số á. Ủa vậy hả? Miền á. À trời ơi. Dạ vậy. Tự nhiên gặp mấy bạn hai ba chấp. À. Mốt học từ mới đi nghe bé Ly. Tự nhiên chị Tâm nói thí dụ như nói Happy New Year cái kêu 3-200 lại. Quá trời hại não rồi. Sao là Happy New Year là 2-300 là lì xì á, 2-300. À không, lì xì là kêu 2-300 đúng không? Vậy tới gần Tết mình cứ Happy New Year với Ly, cái không có lì xì cái mình kêu 3-200. 3-200 ngàn á. Ờ, 3-200. Ở đây là da các bạn, 500k một ký các bạn. Tiếng Khmer là tên gì? Hả? Tiếng Khmer là tên. Tiếng Khmer là sao? Không biết anh chỉ nghe người ta nói anh thuộc có một khúc cái gì Unun On Salai Bonte à. Unun On Salai Bonte. On Salai Salai Bonte. Xin chào hả? Bậy cái gì em yêu anh hả, anh yêu em gì đó anh coi phim á. Vậy giải giải tôi nói. Chặt không? Bây giờ dịch ra lại hôm mốt mới nói. Hèn gì kêu công an bắt phải rồi. Không phải, tại em thuộc có nhiêu đó à, em thể hiện đó. Mà bị kêu công an bắt cũng đúng luôn. Bớt gà vẽ lại đi. 106 của chị.
Không biết tiếng nào luôn. Đi 7-8 năm là không có biết. Khó học quá à. Cũng tính học đó mà thấy Suwadikap là nam. Đúng rồi. Suwadikap. À, biết được tiếng thêm tiếng Thái rồi. Muốn bán bánh mì heo quay bánh mì thì chúng ta phải biết 5 thứ tiếng nha các bạn. Bây giờ còn tiếng Hàn nữa. Tiếng Hàn là gì? Bậy cũng phải, Saran hay vô gì đó, phải không? Không bậy 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 bậy. Saran hay vô. Không phải Saran hay vô cũng là Saran hay vô. Rồi Saran hay vô là gì vậy cũng Saran hay vô là cũng bằng như Unun Slay Ponte hay gì đó. À. Để mà anh đó là em hỏi. Anh đi Thái Lan rồi. Bữa nói qua tuần anh đi Thái Lan rồi. Anh nhanh ha chưa vô. À, đúng rồi đúng rồi. Anh nhanh ha chưa vô. Bắt đầu team này lắp chuẩn bị lầy rồi đó các bạn. Muốn biết muốn bán bánh mì. Heo quay bánh mì chúng ta phải biết 5 thứ tiếng. Chị Tâm bây giờ là khỏi sợ ai cạnh tranh luôn. Chấp hết luôn. Sáng giờ không thấy chị Nga ta. Chị Nga chắc đi làm rồi. Hãy để cho chị Nga còn vui vẻ với tình yêu chị của chị Nga nữa chứ. Đó anh ơi, ổn mì kìa anh. Làm mẫu 20 là đi. Hay nữa tiền. Người ta nói mua ổn mì bá để ổn mì. Lại đứng bản chú mua. Ba 200 bây giờ là 20 đang héo là sao? Đang buồn ngủ à? Dễ đo cho hết, dễ đo. Chạy xô quá. Sáng chối luôn. Sao bạn ấy nói lên video như vậy? Sao lại view xấu mình vậy? Trời ơi. Thôi kệ, lỡ để luôn rồi. Xấu sẵn rồi. Vui mà. Chào em, không thấy không có vui gì. Vô dữ chưa? Mười lăm. Sao chị Tâm? Dạ, là bà hiểu á. Ờ. Mấy người tảng liền. Đúng rồi, đúng rồi. Đi, chị Tâm này có câu thần chú. Chị gia, bữa nay mình là chủ quán. À, chị Tâm có câu thần chú lợi hại ha. Không, mấy người đó hình cũng như mà có một số người chăn dắt á, đâm ra họ nghe tới comment họ sợ lắm. Nhưng mà họ nghe mà họ tưởng mình biết tiếng của họ nữa, bắt đầu họ lại sợ nữa. À, đúng rồi.
bánh mì luôn. Rồi khách tới luôn. Ở ngoài xe. Cái từ nhỏ nhỏ nghe dễ thương mà. Hình như có bài gì, bài hát gì nhỏ ơi của ai đó. À đúng rồi, đúng rồi. Bài đó hay. Chị Tâm hát bài nhỏ ơi đi. Bé Ly. Thôi ra chặt sao giờ chỉ đem về cúng. Chắc chắc của nhóc ở nhà quá. Nó hát kiếm rồi thuộc theo phải không? Rồi khách luôn. Mua gì luôn anh trai ơi. Năm chục ngàn ba gọi mở. Yeah.
rồi mới lấy. Em không có nói chuyện dạ, được. Hello Ajinomoto Kawasaki. Thôi nha. Bye bye nha. Ôi một cái giò còn 4 cái nữa anh chị ơi, 2, 4, 5 cái nữa, cái này là cái thứ sao? Ừ, còn dưới 10 cái nữa hả? Chúc mừng bé Ly. 150 nha. Cố lên. Cố lên tiếng Hoa nói sao chị Tâm? Cố lên. Tiếng chá dậu à? Chá dậu, chá dậu. Chá dậu đi cô gái len lưỡi len lưỡi. Hết pin rồi. Lily hết pin luôn các bạn. Sáng giờ cả chục cái giò luôn rồi. Cái này ký nhiêu ạ? 320. Dạ ba gọi là 320, sườn đùi xá xíu là 300. Giò 150. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn nhé. Ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.